Kaming tulere o media. Min kapi kanule pati ay min kapile puti tungsa mile kay shoba and kol abo rocky mo and kol kadya la inti mai kami ti ati ay min ati ay lo ti pa mai ta kin ka chang chaw ka mi chen na po hi kan she me lo mi income bu dai an mu ve ka ma chu ka ti chen ni chu amma se po so pa ni ka ni a tu so pa sa vi so pa ri at ben ya ka ta kha ni a nge ai so lam pa ni la win pa lam pa a te ko an den tir ve la kan ja kan han kan ka ka bi nan la a na ti na tes mon to sa ti kan mi ta sa la dan da ha kalau ne ya chu da cha ni mong cha nga che thi a to pa mi ter na chi ha alo ni ya kha ta a chu ni kan chat lai hun pe ra kha ti a news dan ta chu a be dan cha pe ni chu chuan kha ta sha cha kha ni thi hi na na hi sha cha ya ni a zual te po po a mo di ti tu ra ni na om chi na a ron zual ta te ta vut vut me ya chon bo som ni ka chu a ma sa ka boi khat tum na ka chon ka mi wa kha nin ka pe to ma ka nun ai to ke chu smooth te in ka smooth lo ni chu ka kan kong hi smooth ga to han smooth lo chang chang ka de ka ka pe to ma ka ta ha ni a kum hi be ka chu ka chon be a future han in pak ma ka ti thai hi ka ri ngai lo wa mit acha chu min chia example ka shet a khanin enge tiang ang achieve hi kala shi ngai bok chi lo thil ka ti thai ka ri ngai lo dam chu wa mi enge nya no puri ni kha kalawa khatya to ra ngai da ni chu khami ba ha ni lo thai lo kha na be dam be thai ta kalau khu be dam be chan chu min nu wa ta tharin a kum ni nge kum chum na open na hang ka han ti be le ya chuan chu be zo a college ka pa chu university a ka han ka be le ya kha ta ko ka kan si ti tu ti kha an ma ni zo zo kha di push a scribe mang tu te he kha ti a ti kha chan chu ka lo tre min ka lo za sum be chi ne ne til chat kui han di thi ka she be chi ne ni chu mi he chon an ma ni zo ki na min push nazar a khan te han academic sa han ka thlom ta phel ka lai tu dik tak kha ka min chia tu ai han in ko chia nya min ko mu din ka sha philosophy a ko kha ka ta han ka class sa han in a min chia tu kha ti chaber do tu tu ka ni be ka sha chon chu bi zo Hyderabad University of Hyderabad a han kasukalya masters ka first da tu ta po st a hanin a ti chaber do tu ka ti le thau chong ka sha chuan chu mi zo a karo bo a nit ti kha ka han exam be a ba ne thak ta kin ma thian ma som na ka dong a ka ka tlin be a chuan puc a chuan in guest opening ka alo om ve ka sidi la ka bu ve lo me semester sa ni thu ka thu ka zu thok ve le sha ma chwa ni ni ku pha sa a ni to ya sa ni som ni ma ni November sa kha ni PhD ka guest ta ni lo ren chu ka ti ve de wa PhD ye UGC ka ni da kha ni PhD ka a ko ba sa ri a ti ka PhD ka ka ni han ti thar be le ya chuan chu mi lai chuan he mi apply na chan si ro o ma ka han apply be to pa a ma ka ka apply to lockdown na than ma si ka exam chia lo wa tu da hian in ka han exam be hi ba ni thak ta kim ta tin be ta lo me chu ya a lo ko mai hai pa chan ma som na ka to ma chu mi kal kum a chuan in poi ma chu e min pui tu hi ka nga
lu tu kho về là nhanh nhìn bị xin lâu chẳng xe hi cầm một xoay cả xe cặp bi lệ cặp u cặp xương tê cặp nu u tê cặp ba u tê u nu quý pa sẽ tê zong zong cặp ca sẽ tê zong zong cặp u na u tê cặp thầu quý tê cặp class quý tê zong zong cặp student tê thêm nhớ y tu na cặp mi exam tu bê cặp student tê thêm nhớ mi quý support tu cùng ai tu mi vẫn zong em mà đi chung ạ thì lòng thương có sẽ chuẩn sắp cam với cái mà đi hết bị reservation đi ông đồ sẽ cho đi cả apply ngắm lầu chú chứ số cá nhân cái mà đi hậu ta nhà hết nhà ngắm reservation là xem đi để cái lỗ mà khi mình vào trong nhà đi chat đi cái này là ngắm vật nào bộ cái này về phát đi in cái gì á cho chú mi em là do anh cho nên tu na em đi na anh em mấy nhà nên mình chia chú cả anh chia là anh mặc quần áo cái mi nga à tôi tu tan bộ nhà nên anh soi hi anh sẽ ôm à anh sẽ chắc về đều thông nula lâu đi về nên anh nghe chuyện giao anh soi thì anh cái pi ngay thế thì ấy là in về là thế bộ anh xem sắp về đều pop ngay thế hả nín à anh em biết rồi anh sẽ lâu tan rồi nín cái hàng ngày thế hả nín rồi đó thế một thêm biết lâu thì chẳng theo mà ra lệ anh em thiên anh tuổi thế khác theo thì u nào thế chung thế lệ chẳng thế mới là thì sao hả à vẫn đầu bị cái ông mà bị bị cái ông thì về chẳng thế khi ông về chính là mà sẽ à mà cho nó kêu chính là tôi cho thế là mấy anh thọc tôi là hay thì giờ ai cũng cho nín mị nó cứ ăn ngày đàn đấy là hoài sẽ lưu hình xem về mấy tờ sẽ gì cái này cái này về nó tập tục ta đi cho còn cái mù đàn à khi cho nên tụi nó cho nên thì percentage khi ông về thấp quá chuyện này là à thì là cho nên thì hết thì copy đi đâu quá à lại nói là cái này em đứt đâu nói là magnification nói cho nên mà nên cái gì về thì nó đi cho tụi nó cho nên hết thì lắm bao giờ thì lại kiếm bị hey in imagine thế nào chú rồi thì ta chú cần bị đắt xả lắm anh ta đắt xả lắm bao to túi lệ tiền lệ đúng lệ rong thì sang sang lệ thế này khách tiệm cá ra mình ăn khá như mấy á hết thì lắm bao giờ chú thế này ăn phần lạp nào á hết thì lắm bao giờ anh khắp chân bể bể là anh phun bị lệ thiên nhiều nhiều anh à em anh cầm một cái chú thiếu bao bao nhiêu đi chú cái vấn đề này cái vấn đề này cái sự chia là á bị cha nhưng cái này là khi mình học cách ăn á, cách làm ăn thì chú có vấn đề, chú có vấn đề là chú như mà anh em ấy thấy mà rồi chú, chú nói như anh, hey, thiếu cái picture thế, thiếu insulin cái picture thế á, cho anh nghe like cái bộ ông like cái ông chú anh em về phép, cho anh hey thiếu thêm thì thấy nhiều nhiều cái là này á, chú bị bảo cho anh nghe nhớ cái vấn đề là gì vấn đề na, gì na lệ à ông này chú reservation cái cái claim thế á, cho anh không chắc là chỉ sang sang sổ cả là lệ university à lệ anh kia mà thì chú cần u nào thế na mình lâu bao ngày gì à lệ mình lâu support gì à thế mù thấy nó chance anh ya alo có thể chú bị bảo cho nên cái vấn đề này thì vấn đề là chẳng anh đi đâu về về chú bị thì là chú anh nghe soi mày có cần này không chú có xem đâu á anh đi đâu về về alo tôi